xuất sắc thắng Argentina, Trần Quyết Chiến và Bao Phương Vinh tranh vé vào tứ kết cùng đương kim vô địch. Với chiến thắng 2-0 trước đội tuyển Argentina ở lượt trận thứ 2 của bảng A giải vô địch đồng đội thế giới 2024. Bộ đôi Trần Quyết Chiến và Bao Phương Vinh phải cạnh tranh chiếc vé vào tứ kết với đội tuyển đương kim vô địch Thổ Nhĩ Kỳ trong ngày 23 tháng 3. Tại lượt trận thứ 2 của bảng A, đội tuyển Bia Karom Ba Băng của Việt Nam đối đầu với Argentina được xem là yếu nhất bảng. Trong khi Trần Quyết Chiến, hạng 2 thế giới, có chiến thắng 40-18 trước Guillermo Pere thì Bao Phương Vinh, hạng 8 thế giới, cũng vượt qua Valentino Oliveto với tỷ số cách biệt 40-17. Trần Quyết Chiến và Bao Phương Vinh hy vọng sẽ có vé đi tiếp với chiến thắng tỷ số cách biệt trước Argentina. Đội tuyển Việt Nam đã tạm thời vươn lên vị trí nhất bảng A sau 2 lượt trận. Bởi ở trận đấu còn lại của bảng, đội tuyển Tây Ban Nha bất ngờ cầm hòa đội tuyển đương kim vô địch Thổ Nhĩ Kỳ khiến cuộc cạnh tranh hai chiếc vé vào tứ kết của bảng A trở nên kịch tính hơn. Nhiều khả năng hai chiếc vé đi tiếp của bảng A sẽ được quyết định bằng hiệu số nếu đội tuyển Việt Nam hòa với Thổ Nhĩ Kỳ và Tây Ban Nha giành chiến thắng trước Argentina ở lượt trận cuối. Tuy nhiên, đội tuyển Việt Nam đang có quyền tự quyết cho mình chiếc vé vào tứ kết trong trận gặp Thổ Nhĩ Kỳ ở lượt đấu cuối diễn ra vào lúc 19:30 ngày 23/3. Với hiệu số phụ cao hơn trên bảng xếp hạng so với Thổ Nhĩ Kỳ, đội tuyển Việt Nam sẽ có vé đi tiếp nếu cả hai trận đấu giữa Trần Quyết Chiến gặp Tayfun Tasemi, hạng 7 thế giới, và Bao Phương Vinh gặp Tonga Hankirat, hạng 15 thế giới, đều kết thúc với tỷ số hòa. Bao Phương Vinh hy vọng sẽ giúp đội tuyển Việt Nam có vé vào tứ kết. Một kịch bản khác cũng giúp bộ đôi Trần Quyết Chiến, Bao Phương Vinh đi tiếp nếu có một trận thắng tỷ số cao và một trận thua. Đội tuyển Tây Ban Nha đang có trong tay hai trận hòa trước hai đội tuyển mạnh cũng cơ hội lớn giành chiếc vé vào tứ kết khi chỉ gặp Argentina ở lượt trận cuối. Đội thất thế nhất trong cuộc đua này chính là đương kim vô địch Thổ Nhĩ Kỳ khi có hiệu số thấp nhất và buộc phải có chiến thắng trước đội tuyển Việt Nam để hy vọng bảo vệ danh hiệu tại giải vô địch đồng đội thế giới 2024. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, đừng quên nhấn đăng ký để ủng hộ đội ngũ kênh. Hẹn gặp lại trong các video trước theo.